Thưa quý vị và các bạn, trong văn hóa Việt Nam từ ngàn xưa thì bữa cơm gia đình là một điều rất quan trọng. Nó được duy trì và trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống. Ngày hôm nay, chương trình Ngon và Lành rất vui mừng được mời đến đây bạn Nga Nguyễn cũng như những người phụ nữ khác. Sau thời gian làm việc mệt mỏi hàng ngày thì niềm vui của Nga chính là tự tay chuẩn bị cho gia đình những bữa cơm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Nga Nguyễn để xem là Nga sẽ mang đến chương trình Ngon và Lành món gì nhé. Xin chào bạn Vân. Và xin chào quý vị khán giả của chương trình Ngon và Lành. Nga ơi, được biết là hiện nay thì Nga đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Và ngoài ra thì Nga cũng là bà chủ của một thương hiệu thời trang nữa. Với cái công việc bận rộn như vậy thì làm thế nào mà Nga có thể sắp xếp thời gian để có thể tự tay nấu những cái bữa cơm đầm ấm cho gia đình của mình vậy? Sau những cái giờ làm việc căng thẳng ấy và áp lực công việc thì đối với em việc nấu ăn như là cách để em giải tỏa tinh thần. Và em nghĩ là cũng không có gì khó để mà mình có thể chu toàn được bữa ăn tối cho gia đình. Vậy thì đích thân Nga là người chuẩn bị bữa cơm gia đình hàng ngày hay là một tuần mình chỉ ăn một vài bữa thôi? Hầu như là ngày nào em cũng sẽ nấu cơm tối và bữa sáng cho gia đình. Còn thỉnh thoảng thì gia đình em sẽ đi ăn cuối tuần ở bên ngoài. Thế thường những cái bữa sáng thì Nga sẽ chuẩn bị những món gì cho gia đình? Buổi sáng thì em làm một vài món rất là đa dạng. Ví dụ như là phở hay bún thì mình sẽ chuẩn bị từ sáng hôm trước. Hoặc là món bánh mì và trứng omelet cho trẻ con này. Thì rất là đơn giản và nhanh gọn đúng không? Đúng rồi ạ. Thế ngày hôm nay đến với chương trình Ngon và Lành, Nga sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả món ăn gì vậy? Đến với chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu với chị Vân và quý vị khán giả món nộm gà ngũ sắc. Đây là một món ăn rất là tốt sức khỏe, nhiều chất xơ và cách làm cũng rất là đơn giản. Thế nguyên liệu để làm món ăn này thì mình gồm có những gì vậy Nga? Nguyên liệu chính của món ăn nộm gà ngũ sắc thì gồm có thịt gà đùi, dứa, ớt xanh, ớt đỏ, hoa chuối, cải tím, dưa leo và cà rốt cùng với một vài loại rau thơm khác. Thế cái nộm mà món nộm này của mình thì có gì đặc biệt hơn so với những cái món nộm thông thường không? Thật ra thì em thấy mọi người hay trộn gà xé phay với cả rau răm và hành không thôi. Nhưng mà cái món nộm gà ngũ sắc của em thì trông màu sắc sẽ bắt mắt hơn, nhiều loại rau hơn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ không trộn món nộm này với lạc như bình thường mà em thay vào đó là bằng hạt điều. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện luôn chứ. Vâng ạ. Đầu tiên mình sẽ cần làm là gì hả Nga? Đầu tiên là chúng ta sẽ rửa sạch gà với nước muối loãng, rồi sau đó là sẽ luộc với gừng và sả trong khoảng 15 đến 20 phút ạ. Trong lúc chờ gà chín thì chị em mình sẽ sơ chế những loại thực phẩm này nhé. Đầu tiên là ớt chuông đúng không? Đúng rồi. Đầu tiên thì là ớt chuông đỏ nhé. Mình sẽ dùng nửa cọng nửa trái. Cắt muối bỏ muối. Là lát mỏng nhé. Vâng. Sau khi thái xong thì mình cần phải ngâm với nước hay là mình có chứ ạ, mình sẽ ngâm với nước muối loãng cho bớt cái mùi hăng của ớt. Rửa trái nhé. Vâng ạ. Ta cũng sơ chế y là đối với ớt đỏ. Vâng. Mình sẽ ngâm cùng ớt đỏ luôn. Em có thể chia sẻ cách nào mà mình có thể giúp cho mình chọn được ớt tươi được không? Thật ra thì là em mua đồ ở những cái cửa hàng thực phẩm sạch ấy, thì cái tiêu chí mà người ta chọn thực phẩm để bán thì nó cũng đã là sản phẩm chất lượng tốt luôn rồi. Tiếp theo thì là mình sẽ thả dưa chuột đi. Chỉ có thể giúp anh nặng được. Dạ vâng ạ. Đối với dưa chuột ấy, thì mình sẽ dùng cái nạo chuyên dụng này chị nhé. Thì mình nạo để tạo những cái đường nó như thế này. Khi mà mình cắt ra tận khoảng tiết rất là đẹp và bắt mắt. Mình sẽ sử dụng ở đây là 3 quả dưa chuột đúng không? Vâng ạ. Cái này thì mình có thể linh động để thêm hoặc là bớt theo tùy khẩu vị của từng gia đình nữa.
À, vì sao mình lại phải bỏ cái ruột của dưa chuột đi hả? À, cái phần ruột của dưa chuột khi mà mình trộn với cả cái phần hỗn hợp sốt ấy, nó sẽ bị chảy nước ra. À, mình sẽ chỉ dùng cái phần bên ngoài thôi, nó sẽ giòn hơn. Để bạn đi ăn đúng không? Vâng ạ. Đấy là mình sẽ sơ chế bắp cải tím. Trước khi mà mình sơ chế thì mình có cần phải ngâm bắp cải tím với muối không em? À, cái này thì em đã rửa sạch rồi ạ. Để thái thật mỏng đúng không? Vâng. Khi mà mình thái xong thì mình sẽ rửa qua với cả nước đá nhé. Có nước đá một chút thì bắp cải sẽ giòn hơn, dễ hơn. À, cái nước đó thì mình có cần phải cho thêm một chút muối hay gì không? À, không ạ. Chỉ cần cho đá thôi đúng không? Vâng ạ. Mà cũng là bắp cải có vị rất là giòn. Tiếp đến là cà rốt này. Và cà rốt này mình cũng sẽ gọt, gọt vỏ. Cà rốt ở đây là mình sẽ dùng mấy củ cà rốt hả Ngan? Chị sẽ giúp em gọt vỏ nhé. Dạ vâng ạ. Hành tây nhé. Hành tây thì mình cũng sẽ thái mỏng và ngâm vào nước. Thường thì mọi người sẽ rất là sợ ăn hành tây bởi vì nó có một cái mùi hăng hăng cay cay đúng không? Đúng rồi. Trước khi mà em cho hành tây vào trộn ấy thì em sẽ ngâm hành tây với cả nước muối và giấm, bóp đi các bạn thật là kỹ thì nó sẽ hết cái vị hăng, nó chỉ còn vị ngọt thôi. Vừa rồi thì em đã cho hành tây vào một bát nước ấm, và bây giờ chúng ta sẽ cho bắp cải tím vào bát nước đá mà em đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta sẽ ngâm hai cái nguyên liệu này trong vòng bao lâu hả Ngan? Ngâm khoảng 10-15 phút thì chị ạ. Với củ cà rốt này thì chúng ta sẽ dùng khoảng 1/3. Còn với phần cà rốt này thì chị sẽ nạo sợi ghê nha. Còn đây là dứa. Mùa này đang là mùa dứa chị ạ. Dứa rất là ngon, ngọt và đúng mùa. Chúng ta sẽ kết hợp dứa cùng với món ăn này. Đã vâng ạ. Mình sẽ thái dứa theo cái chiều của chéo chéo của quả dứa này nhé. Cái lát dứa rất là đẹp và không bị vụn nát. Tức là đây, một cái miếng dứa mình đã cắt ra. Vâng ạ. Thì mình sẽ thái theo cái chiều thớ của quả dứa đúng không? Nên mình vừa có thể thái mỏng được mà nó dứa không bị nát đây nhỉ. Đấy là một phần rất quan trọng của món ăn này, đấy chính là làm món nước để trộn nộm. Thì để làm món này thì em sẽ giã tất cả các nguyên liệu để mình trộn là thì nó sẽ đều gia vị hơn. Chúng ta sẽ dùng tỏi và ớt sừng. Ớt sừng này thì không có vị cay nhiều nhưng mà mình sẽ dùng để cho cái màu nước sốt được đẹp. Chúng ta sẽ bỏ hết cái hạt của ớt đi đúng không? Vì hạt ớt thì sẽ không tốt cho dạ dày của chúng ta. Dùng một trái ớt này, một trái nhỏ nữa. Tỏi ở đây mình sẽ dùng khoảng mấy tép hả em? 56 tép. Tùy vào khẩu vị cay của từng gia đình thì mình sẽ cho nhiều ớt cay hay là không nhé. Thế nữa thì cho một trái ớt nhỏ. Mình chỉ cần có vị thôi đúng không? Vâng ạ. Nguyên liệu không thể thiếu của nước sốt thì chắc chắn là đường rồi. Em sẽ rát cả đường này. Chúng ta sẽ cho khoảng 4-5 thìa đường, 5 thìa cà phê này. Sau đó là mình sẽ rẽ.
Bắp cải tím sau khi mà đã ngâm nước đá 15 phút để tạo độ giòn nhất định thì chúng ta sẽ vớt ra để cho giá nước nữa. Chúng ta cũng không nên là ngâm lâu quá đúng không? Vâng ạ. Mình cứ chỉ ngâm khoảng 10 đến 15 phút. Hiện nay chị thấy rất bất mắt rồi. Chị còn không biết vị như thế nào nữa rồi. Hành chắc chắn là nó đã bớt mùi hăng bớt rồi. Bớt đi mùi hăng rồi ạ. Hành thái nhỏ và ngâm nước ấm 15 phút thì đã bớt đi mùi hăng. Còn lát nữa thì sau khi mà ngâm nước sốt thì sẽ có một vị rất là thơm và ngon. Và chị được biết làm cái hành tây này này có rất nhiều chất dinh dưỡng và rất là tốt cho cơ thể đúng không? Phần đùi gà sau khi mà mình đã luộc chín từ 16 đến 17 phút thì theo cái trọng lượng của đùi gà ấy chị thì mình sẽ vớt ra và ngâm vào nước đá để cho phần da gà được giòn và thịt gà nhanh nguội để ta có thể lọc thịt ra để trộn nấm nộm này nhé chị nhé. Phần ớt tỏi sau khi mà mình đã giã nhuyễn thì mình sẽ cho ra bát để bắt đầu pha nước chua ngọt để trộn nấm nộm. Mình sẽ cho tất cả cái khối lượng mà mình vừa giã vào đúng không? Vâng ạ. Mình sẽ dùng nước cốt chanh để tạo độ chua cho món nộm gà. Mình sẽ dùng khoảng 2 quả chanh. Và chúng ta sẽ bỏ hạt đúng không? Vâng ạ. Chúng ta đã có nước cốt chanh của 2 quả chanh. Mình sẽ vặn bỏ lại hạt. Chỉ lấy nước. Mình sẽ cho thêm cả nước lọc. Quấy đều lên đúng không? Quấy đều lên và cho thêm nước mắm. Nước mắm thì mình sẽ cho từ từ nhé. Bởi vì nếu mình sẽ cho nhạt trước, nếu mà mình cảm thấy ra chưa vừa miệng mình sẽ cho thêm. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã vớt gà ra thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Sau khi gà được ngâm với nước đá khoảng 10 phút để cho phần da gà được giòn và nguội nhanh thì chúng ta sẽ bắt đầu lọc lấy thịt gà chị nhé. Phần mình rất là thịt gà sau khi mà mình đã xé nhỏ thì mình sẽ cho vào đĩa để bày mâm chị nhé. Nước sốt thì mình sẽ múc vào một chén nhỏ và bày vào giữa. Thì đến giờ ăn ấy, thì mình sẽ trộn trước khoảng 5 đến 10 phút là gia vị ngấm và vừa đủ. Món nộm này thì sẽ ăn cùng rau thơm. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món nộm gà ngũ sắc. Chúng ta sẽ bày hiện lên mâm và trước khi ăn 5 đến 10 phút thì mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu này với nước sốt đấy chị nhé. Và chúng ta sẽ rắc hạt điều lên trên cùng lên trên. Vâng, và cảm ơn bạn Nga Nguyễn đã nhận lời mời tham gia cùng chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau ạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Ngon và Lành.